Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gồm công đoàn viên chức, công đoàn ngành y tế giáo dục, liên đoàn lao động huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Năm 2023, cụm thi đua số 2 do công đoàn viên chức thành phố Cần Thơ làm cụm trưởng các đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, thực hiện tốt năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên người lao động, đã tặng trên 18.300 phần quà, tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở thực hiện 2.329 đề tài sáng kiến, giải pháp, gắn biển thi đua đối với 10 công trình, các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đều đạt. Năm 2024, cụm thi đua số 2 đẩy mạnh công tác chăm lo cho công đoàn viên người lao động với các hoạt động như hỗ trợ máy ấm công đoàn, thăm hỏi công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh làm cụm trưởng cụm thi đua số 2.